Sữa chua trân châu Suke King, nhượng quyền thương hiệu, tư vấn mở quán sữa chua trân châu chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhượng quyền chi phí thấp với mô hình chìa khóa trao tay, được hỗ trợ xây dựng quán, đào tạo pha chế, chuyển giao quy trình vận hành, hỗ trợ marketing. Đồng hành cùng Suke King, các nhà đầu tư dễ dàng thu hồi vốn nhanh, mang về lợi nhuận khủng bởi những lợi thế tuyệt vời cùng sản phẩm chất lượng dẫn đầu xu thế. Hãy truy cập ngay website sukeking.com hoặc liên hệ hotline 1900 888 676 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Đã bao giờ bạn thắc mắc hoặc nghe thấy câu hỏi ở đâu đó vang lên rằng quan hệ giữa giá dầu và đô la Mỹ là thế nào chưa? Trong clip này, hãy cùng với Độc Đáo TV đi tìm hiểu về quan hệ giữa giá dầu và đô la Mỹ nhé. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ đi vào là quan hệ giá dầu và giá vàng, sau đó là quan hệ giá vàng và đô la Mỹ, rồi cuối cùng ta sẽ có được quan hệ giữa giá dầu và đô la Mỹ. Quan hệ giữa giá dầu và giá vàng. Dầu là đầu vào quan trọng cho sản xuất. Khi giá dầu thay đổi, toàn bộ nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của nhiều quốc gia. Điều này giải thích tại sao tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ bao gồm các nền kinh tế không lớn nhưng lại có tiếng nói rất lớn trên các diễn đàn trên thế giới. Do dầu có vai trò quan trọng nên nhiều quốc gia, nhiều tổ chức đầu cơ vào dầu thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn. Khi kinh tế phát triển không ổn định, nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào vàng và dầu để bảo vệ tài sản của mình. Trên phương diện đầu cơ này, có thể nói rằng dầu và vàng là hai hàng hóa bổ sung cho nhau, giá cả của chúng có xu hướng biến động cùng chiều. Tuy nhiên, khác với vàng, vai trò của dầu với tư cách là hàng hóa cũng rất lớn, lớn hơn cả vai trò là hàng hóa để đầu cơ. Trong tình hình suy thoái hiện nay, nhu cầu về dầu với tư cách là một hàng hóa, tức là nhiên liệu, bị giảm sút quá mạnh do hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp. Trong khi đó thì các nước sản xuất dầu vẫn phải sản xuất vì họ phụ thuộc nặng vào nguồn thu từ dầu và quy trình sản xuất dầu lại khá phức tạp nên do đó không thể dừng lại trong một sớm một chiều và điều này làm cho giá dầu giảm. Nói tóm lại, khi kinh tế phát triển bình thường thì giá dầu và vàng có xu hướng biến động cùng chiều, nhưng khi kinh tế suy thoái nghiêm trọng dẫn tới nhu cầu về dầu với tư cách là đầu vào cho sản xuất bị giảm sút quá mạnh thì giá dầu có thể thoát ly khỏi giá vàng. Quan hệ giữa giá vàng và đô la Mỹ. Một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng mạnh tới giá vàng là đồng đô la Mỹ. Đô la Mỹ được coi là đồng tiền quan trọng bậc nhất trong giao dịch quốc tế cùng với các đồng tiền chủ chốt khác trong dòng tiền tệ như là euro, bảng Anh hay yên Nhật. Trong đó, chính sách tiền tệ và động thái điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương, mà cụ thể ở đây là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ tác động trực tiếp đến giá trị đồng đô la Mỹ và tỷ giá ngoại tệ. Vàng được giao dịch tham chiếu với đô la Mỹ, do đó những thay đổi của FOMC, tức là cơ quan trực thuộc Fed về chính sách tiền tệ cũng như là thay đổi lãi suất, thì sẽ có ảnh hưởng nhất định đến giá vàng, thị trường vàng. Một mối quan hệ được biết đến rộng rãi trên thị trường Forex đó là mối tương quan nghịch giữa vàng và đô la Mỹ. Bắt nguồn từ thực tế, vàng được coi là công cụ hữu hiệu để phòng chống lạm phát nhờ vào giá trị ổn định, tăng dự trữ vàng. Đô la Mỹ thể hiện vị thế thông qua mức lãi suất được neo theo tỷ giá đô la Mỹ. Khi giá trị trao đổi giảm đi thì bạn phải mất nhiều đô la Mỹ hơn để mua được vàng, nên giá trị của vàng được tăng lên. Và điều ngược lại xảy ra khi giá trị đô la Mỹ tăng, cần ít đô la Mỹ hơn để mua được vàng thì dẫn đến giá trị của vàng tính bằng đô la Mỹ giảm xuống. Vàng và đô la Mỹ có một mối quan hệ ngược chiều nhau nhưng không nhất thiết là phải tuyệt đối, vì còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới giá vàng. Thứ nhất, vàng là tiền tệ với vai trò là dự trữ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia. Thứ hai, giá trị đồng đô la Mỹ chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động tới giá vàng và thực tế sự thay đổi của các yếu tố còn lại như bất ổn chính trị này, giá dầu này hay là thị trường chứng khoán thì đều có thể làm thay đổi mối tương quan ngược chiều này. Và cuối cùng, quan hệ giữa giá dầu và đô la Mỹ. Trong lịch sử, giá dầu có tương quan nghịch với giá của đồng đô la Mỹ. Để giải thích được cho điều này thì có hai nguyên nhân như sau. Thứ nhất, giá dầu luôn được tính bằng đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới. Khi đồng đô la Mỹ tăng lên mạnh, bạn sẽ chỉ cần trả ít đô la Mỹ hơn cho một thùng dầu và điều ngược lại. Thứ hai, trong suốt lịch sử nhập khẩu dầu của Hoa Kỳ, giá dầu tăng lên khiến thâm hụt cán cân thương mại của Hoa Kỳ cũng tăng lên vì cần trả nhiều đô la Mỹ hơn cho mỗi thùng dầu. Tuy nhiên, nhờ vào sự thành công của các công nghệ khoan và khai thác dầu mỏ, đặc biệt là công nghệ khai thác fracking, tức là công nghệ nứt vỡ thủy lực, đã làm gia tăng đáng kể năng lực sản xuất của Hoa Kỳ về dầu, biến đất nước này trở thành một đất nước xuất khẩu ròng về dầu mỏ tinh chế, đồng thời cũng là nhà sản xuất dầu thô vào top đầu thế giới. Từ kiến thức kinh tế đăng trên facebook.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.